Kỳ Cuộc Sống và Du Lịch thân chào và gửi lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc đến quý vị cùng gia đình. Hôm nay kênh sẽ tiếp tục chia sẻ đến quý vị về cuộc sống ở thành phố Tampa, tiểu bang Florida. Trong thời gian gần đây, rất nhiều người đang tìm hiểu về thành phố xinh đẹp Tampa với những bãi biển tuyệt đẹp, có nên chuyển đến sinh sống và nghỉ hưu. Thành phố Tampa xinh đẹp thuộc vịnh Tampa, tọa lạc tại phía tây của tiểu bang Florida. Thành phố Tampa và khu vực xung quanh vịnh Tampa là một trong những khu vực có tốc độ phát triển đô thị nhanh nhất trên toàn Hoa Kỳ. Dân số của thành phố đã tăng 23% kể từ đợt kiểm tra dân số vào năm 2010. Khu vực vịnh Tampa bao gồm các thành phố St. Petersburg, Clearwater và Brandon, có dân số hơn 4.560.000 người. Dân số tăng nhanh là do những người khác chuyển đến thành phố Tampa từ các vùng khác của Hoa Kỳ. Điều đó nói lên chất lượng cuộc sống tuyệt vời ở thành phố Tampa, cũng như nhiều tiện nghi và lợi thế khi sống ở bờ biển phía tây của tiểu bang Florida. Thành phố Tampa cũng được xếp thứ hai trong danh sách những thành phố tốt nhất để nghỉ hưu ở tiểu bang Florida với chi phí không quá đắt đỏ. Nếu quý vị vẫn còn đang suy nghĩ và cân nhắc về quyết định chuyển nhà đến thành phố Tampa, thì đây là những điều quý vị nên biết trước khi có quyết định chuyển nhà đến thành phố Tampa hay không. Thứ 10 là thể thao. Nếu quý vị là người yêu thích thể thao, thành phố Tampa có những đội thể thao chuyên nghiệp thi đấu ở giải quốc gia của Hoa Kỳ. Đội bóng bầu dục chuyên nghiệp, đội bóng chày chuyên nghiệp, đội khúc côn cầu chuyên nghiệp và đội bóng đá chuyên nghiệp. Thứ 9 là hoạt động ngoài trời. Nếu quý vị là người yêu thích thiên nhiên và những hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, thành phố Tampa có nhiều công viên tuyệt vời, là những nơi tuyệt vời để đi bộ đường dài, câu cá, chèo thuyền. Ở trung tâm thành phố Tampa có con đường đi bộ tuyệt đẹp, trải dài 2.4 km dọc theo sông Hoover. Thứ 8 là điểm tham quan thân thiện. Có rất nhiều những điểm tham quan thân thiện với gia đình. Mọi người đến từ khắp Hoa Kỳ và thậm chí trên khắp thế giới để trải nghiệm những gì người dân của thành phố Tampa có trước sân nhà của họ. Các hoạt động thân thiện với gia đình bao gồm các công viên giải trí, sở thú, thủy cung Florida. Thứ 7 là giáo dục đại học. Các trường cao đẳng và đại học tốt nhất được đánh giá cao. Trường Đại học Nam Florida, Đại học Tampa và Cao đẳng Ecker. Thứ 6 là kiến trúc của thành phố Tampa, bao gồm nhiều phong cách khác nhau từ hiện đại cho đến cổ điển. Thành phố Uber lịch sự và cổ kính, được thành lập bởi danh nhân người Tây Ban Nha là Vincent Martini Uber. Khu vực này đã trở thành một trong những nơi dẫn đầu thế giới về sản xuất xì gà. Giờ đây là khu giải trí nổi tiếng thế giới với các nhà hàng, cửa tiệm và quán bar, với nhiều đường phố và tòa nhà vẫn giữ được nét cổ kính nguyên bản. Thứ 5 là những bãi biển. Một số những bãi biển đẹp nhất trên thế giới nằm trong khu vực của vịnh Tampa. Chỉ cách thành phố Tampa một đoạn lái xe ngắn là bãi biển Clearwater, bãi biển St. Peter, nơi thường xuyên được bình chọn và ở trong danh sách những bãi biển tuyệt vời nhất ở Hoa Kỳ.
thứ tư là việc làm. Thành phố Tampa có một thị trường việc làm lớn và đang phát triển mạnh. Nhiều công ty đã chuyển đến khu vực này vì tất cả những thuận lợi của cuộc sống ở thành phố Tampa. Các ngành y tế, khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện là nhà tuyển dụng lớn nhất ở thành phố Tampa. Chăm sóc sức khỏe và giáo dục cũng là những ngành đang phát triển. Toàn bộ khu vực vịnh Tampa là một trung tâm khởi nghiệp công nghệ mới. Thành phố Tampa được bình chọn là một trong 20 thị trấn công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ vào cuối năm 2019. Thứ ba là khí hậu. Đây là một trong những lý do nhiều người chuyển đến thành phố Tampa. Họ đến du lịch, ngắm nhìn những bãi biển hoặc vườn bush, và họ mê mẩn bầu trời trong xanh tuyệt vời, gió biển và ánh nắng chói chang. Mặc dù vào mùa hè trời nóng và ẩm thấp, nhưng những tháng mùa đông và mùa xuân, thời tiết gần như hoàn hảo với nhiệt độ ôn hòa, gió nhẹ và ít mưa. Thứ hai là không có thuế thu nhập cá nhân. Tiểu bang Florida không có thuế thu nhập của tiểu bang. Do đó, quý vị sẽ tiết kiệm được một số tiền để cho những chi tiêu khác. Mức thuế bán hàng ở thành phố Tampa là 8.5%. Thuế nhà đất trung bình ở thành phố Tampa là 0.98%. Thứ nhất là về chi phí sinh hoạt. Thành phố Tampa có chi phí sinh hoạt thấp hơn 5% so với mức trung bình trên toàn Hoa Kỳ. Chi phí về thực phẩm ngang bằng với mức trung bình của Hoa Kỳ. Và chi phí nhà ở thấp hơn 23% so với chi phí trên toàn Hoa Kỳ. Chi phí thuê nhà trung bình hàng tháng từ $1,131 tùy theo khu vực nhà lớn nhỏ. Giá trị trung bình của một căn nhà từ $290,000 tùy theo khu vực nhà lớn nhỏ cũ mới giá nhà sẽ tăng hay giảm. Đó là những chia sẻ của kênh Hoa Kỳ Cuộc Sống và Du Lịch gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đã dành cho kênh Hoa Kỳ Cuộc Sống và Du Lịch. Thân chúc quý vị cùng gia đình thật nhiều an lành hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong video kế tiếp.